Thưa quý vị, cuối tuần nếu quý vị chưa có kế hoạch đi đâu thì hãy đến với vườn quốc gia Cát Tiên. Ở đây ngoài khám phá một thế giới tự nhiên kỳ thú vô cùng đa dạng và phong phú với hàng ngàn động thực vật thì còn có một khu bảo tồn gấu. Khu bảo tồn do Free the Bear, một tổ chức phi chính phủ quốc tế Úc về bảo vệ động vật hoang dã thành lập. Và nơi đây đã trở thành ngôi nhà bình yên cho những chú gấu bất hạnh sau khi được cứu hộ từ các trang trại nuôi gấu lấy mật. Cuộc sống của loài gấu khá đặc biệt. Chúng cần được hưởng một cuộc sống tự do trong rừng, nơi thuộc về chúng. Và chúng cần được sống, được yêu thương, được chăm sóc và bảo vệ. Vì thế, với nhiệm vụ là cứu hộ và bảo tồn gấu trước nguy cơ tuyệt chủng, khu bảo tồn gấu Cát Tiên tiếp nhận các cá thể gấu nuôi nhốt tại các trang trại nuôi lấy mật về nuôi dưỡng để chúng có một cuộc sống tốt đẹp, an toàn. Hiện tại, Trung tâm Gấu Cát Tiên đã cứu hộ và đang chăm sóc 55 cá thể, bao gồm 13 cá thể gấu chó và 42 cá thể gấu ngựa. Đây là những loài đều được xếp vào danh mục nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam và được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định. Khi tiếp nhận các cá thể gấu về, trung tâm đã thực hiện theo một quy trình khép kín từ chăm sóc, cách ly, chữa trị, phục hồi và tái thả. Tuy nhiên, một điều đặc biệt là các cá thể gấu này rất khó để tái thả vào môi trường tự nhiên. Tất cả các loài động vật hoang dã để tái hòa nhập tự nhiên là một vấn đề nó vô cùng khó khăn. Những cái loài bò sát hay những cái loài mà rắn hay là nó dễ dàng hơn, còn những loài động vật giống như gấu hay là hổ hay báo, đó là những loài mà hay voi, phục hồi vô cùng khó khăn. Gấu ở đây mặc dầu mình tạo mọi điều kiện để phục hồi các bạn đang hoang dã đó, nhưng mà sự phục hồi rất là chậm và rất là kém. Chính vì thế mà Free the Bear khi mà xây dựng và vận hành những cái trung tâm gấu ở khu vực châu Á cũng như ở Việt Nam ấy, thì mục đích thứ nhất là mình xây dựng, vận hành và cứu hộ những cái cá thể gấu đang ở các trang trại lấy mật cũng như hộ gia đình về đây có cuộc sống còn lại của nó tốt đẹp. Một vấn đề đặc biệt nữa, tuy là động vật hoang dã rất quý hiếm nằm trong sách đỏ, nhưng khi đưa về trung tâm gấu Cát Tiên lại không sinh sản và nhân đàn. Mà nhiều người hỏi mình tại sao không nuôi cấy sinh sản hay là cho sinh sản, có nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân thứ nhất đó là gì? Cái cá thể gấu ở đây á, là nó quá già rồi. Cái độ tuổi nó cũng giống con người, nó không còn sinh sản nữa. Cái thứ hai nữa là nếu sinh sản nó tạo thành một cái gánh nặng ở xã hội, tiếp tục nuôi nó. Mà mình không thể nào chấm dứt được tình trạng nuôi gấu lấy mật ở Việt Nam. Đấy, họ có thể buôn bán ngầm. Đấy, cái nữa là tái thả không thể tái thả được. Tại vì cái bản năng hoang dã, một cái con gấu hoang dã hay là động vật hoang dã, khi mà nó vừa sinh ra thì mẹ nó đã... có một cái quy trình, tức là nó tập cho con sống cái đường hoang dã, thì gấu ở đây cũng không thể tái thả. Free the Bear đã thử nghiệm tái thả khu vực châu Á nhưng không thành công. Hơn 25 năm qua, tổ chức Free the Bear đã cứu hộ và chăm sóc hơn 1.000 cá thể gấu khắp khu vực Đông Nam Á và Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài cứu hộ bảo tồn các cá thể gấu, thì đây là giải pháp nhằm tuyên truyền vận động người dân nói không với việc săn bắt động vật hoang dã, để nó tự sinh sống, sinh sản trong môi trường tự nhiên.